Đừng thế nhá, đừng trêu nhau thế nhá. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau. No, God, please, no, no. Không tìm thấy tài khoản Zalo. Kalin. 217.000 của tôi. Tao tuyên bố thằng nào chạy Ender thằng đó đẹp trai. Chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Ok, hôm nay này trở về màu xanh hy vọng anh em ạ. Và tối nay này ra đường rồi. Giờ là 10 giờ kém 15 và bắt đầu mình có cốc xe đầu tiên luôn này. 33 ngõ 401 Cổ Nhuế. Alo ạ. Alo. Vâng, anh ở chỗ số bao nhiêu anh ơi? Em đi vào trong ngõ 401 đi. Em ở trong ngõ 401 ngay 33 rồi. Ok, thì để xuống nha. Vâng vâng. Đúng là khu này vắng vẻ thật. Không nghe một tiếng xe luôn. Yên tĩnh lạ thường. Đúng kiểu sống ở quê. Áo khoác Grab năm trời mặc. Đúng một năm trời giờ mới mặc lại áo khoác. Lạnh cái này phải mặc áo khoác rồi anh ạ. Không là ốm này là ốm này là không ai chăm đâu. Anh đi à? Anh bố hàm đúng không? Đây đi anh. Anh đi đâu giờ này muộn đấy? Anh lên đón bạn. À, nghĩa là xe đang ở đấy à? Đi xe máy rồi. Bạn chắc là uống bia ở đấy à? Đúng rồi đấy. Chờ nó về không biết là gì. Nó vâng. Mà đưa về dưới chỗ Đại học Công nghiệp ấy. Vâng. Tầm 11 giờ toàn bắt được Grab nhỉ? Có anh ạ, lúc nào không có. Đến cuối rồi ạ. Dạ. Đến cuối chưa? À, chưa anh ạ. Chưa thì chưa á. Vâng. Em mới đi chuyến đầu tiên. Mới chuyến đầu tiên á? Vâng. Chạy đấy chạy đêm à? Vâng, tranh thủ chạy tí. À. Năm đây rồi, karaoke này. Đúng không? Ok ok. Gửi với nhau mình luôn nha. Gửi anh. Cảm ơn anh nhá. Xong chuyến xe đầu tiên. Thơm thế anh em ơi. 45.000. Thật sự là nay một ngày tốt lành rồi. Ok. Tạm đây rồi. Không nổ anh em ơi. Khả năng này đi đông thôi. Đường xin nhà. Bên này đông đúc hơn đấy. Chà, dễ ra cổng ngoài trường ngắm gái. Giờ này mình có gái. Nhiều quán nhậu phết đây. Thôi đứng tạm vỉa hè đứng thôi. Ôi trời ơi. Không đỗ ô tô trước cửa thì đỗ xe máy được. Ai chà chà ôi. Nổ à. Ngay gần đây luôn này. Chín chùa láng à. Đây đây. Em mà cho anh đơn 775 này. Đưa
mình nhiều thế. Còn 22 thơm 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 17k trung kính à, ok. Anh chơi mát mẻ đây anh trai, mát mẻ đây. Thế này thì họ mi ngừng hot à? Anh đại ca là cùng đội với nhau à? Không ấy. Sao mà còn đùi với nhau ấy? Ai biết đâu, ông đâu có đơn nào của đâu đến. Hay là ông nào mà quậy? Không. Buổi tối mặc quần dài cả ngày rát không rồi. À. Tối mặc quần dài. Người ta không bắt buộc phải quần dài à? Có anh. Thế nó quá 7 ngày đấy. Thế á? Có 7 ngày có phải nộp phạt đâu, hay là 7 ngày sau nó mở? Quá ác à. Thì không bắt đơn được nữa, kiểu vậy. À? Thế? 90 à? Sao? Sao có đơn nào? Mấy đơn đây? Mấy cốc ấy, toàn thứ 222. 7 cốc ạ? À? Hai đái 7 cốc à? Quay hết gì? Lần trời đấy. Đủ hết chưa nhỉ? Đủ rồi đúng không? Đi chơi kìa. Em đừng cười anh đêm mất ngủ ấy. Ừ, rồi. Ông nó cái... Ôi giời. 1, 2, 3, trung kính. 1, 2, 3, ok. Đợi khách nào. Mẹ không nghe à? No, God, please, no, no! Đùa nhau đấy à? Đừng thế nhá, đừng trêu nhau thế nhá. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Alo. Bao nhiêu đấy? Ngay 86/43. Chơi nhau rồi. Quyền đéo gọi điện trước. Mẹ. Giờ bố lên hẳn nhà bố tìm. Đâu? Quý chị à? Mẹ đùa nhau. Anh chơi em ở đây ngõ 123 đúng không anh? Đây đây 86/43. Cái em với chúng tôi à. Tám sáu trên 43. Điểm này bực mình đấy. Thích giả lôi này, mẹ. Không tìm thấy tài khoản Zalo mẹ. Cả lên. Mẹ alo, không nghe máy không? Mình giao đồ ăn. Mẹ 86/43. Kéo tìm địa chỉ không? Chị ơi, cho em hỏi ngay 86/43. 86/43. Ngõ 123. Ngõ 123. Thì nó nằm dọc bên đây này. À, còn đây là ngõ khác này à? Đây là ngõ khác. Đây là ngõ 110 Trần Phú. À, ok em cảm ơn. X43.
anh ơi cho em hỏi cái ngách ngách 86 trên 43 là ngõ 123. Trong này. Trong đấy á? Trong đấy nó là 43 mà. Vâng. Được 40 thì bom đơn cho 2 lít rồi. Thôi mang đống trà sữa ra đi mà. Về nhà uống dần thôi. Báo tổng đài giờ đéo báo. Báo giờ mới xử lý cho. Mẹ cày thế. Chị em hỏi ngách 86 C43 trong đây có. Đây ngõ 123 này. Ngõ 123 trên đây. Nhưng mà 86 trên 43 em tìm không thấy. 86 trên 43 á. Xem lằng nhằng. 86 trên 43 ngõ 123 trong kính. Đây là ngõ 123. Ngõ ngoài này. Nhưng mà em tìm không thấy. Anh bảo bạn tự ra lấy ngốc thế. Sao mày ngu thế hả? Em gọi được thì em nó báo tự xuống rồi. Thôi đi, đéo tìm nữa anh ạ. Kết thúc 3 chuyến đi. Bị bom rồi. Gọi lần cuối. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. 217.000 của tôi. Trời ơi, thôi. Đùa. À, người đâu trời ác thế. Này thì phút với chúng tôi à. Cái lìn à. Cày, cày dái. Không tìm cái địa chỉ nhà nữa cơ. Đéo tìm được nhà nữa cơ. Đùa. Đi đâu về đâu giờ này. Gặp ông nào bán cho ông nhỉ. Bán đéo ai mua cái này. Nhục, quá nhục. Này giao hàng à. Chung một chung hòa. Ôi, trời tạng rồi nhỉ. Bữa nay tiền tiền trà sữa. Mà đúng này lên Grab nó có hỗ trợ không nhỉ? Mà mang lên thì cũng mất thời gian. Chắc đéo xử lý cho mình. Giao hàng ấy. Thằng gì anh? Quần áo. Có đồ trong đây không đây? Kéo một đứa giày thôi. Đấu đồ hôm nay thôi. Ok. Thôi tranh thủ đi thôi. Tấu hài thì quá tấu hài anh em ạ. À ừ có cách rồi. Đây có cách để tiêu tán này rồi. Tặng luôn. Cô làm đây mà cô. Ôi cháu khách cho đặt mua đồ ăn mà nó không lấy nên là thôi cháu tặng cô một hộp này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái gì đấy? À nước trà sữa thôi. Đây khách đặt đồ ăn một đống cháu bị bo hàng đây nè. Thôi cháu tặng cô. Có ra tiền để gửi. Không, không phải gửi tiền đâu cô. Cô làm đây mà cô. Ừ. Vâng, thôi cháu đi luôn đây, cháu ra hàng. Vâng. Đi từ thiện luôn. Không, dạ. Vâng, thôi chấp nhận rồi ạ. Tôi đi đây. Ờ đi pha hết. Em ơi còn trẻ suy nghĩ lại em ạ. Khó khăn thì phải vượt qua.
cô ơi. Cháu bảo này, cháu có khách người ta mua nhưng mà người ta không lấy, thế là thôi cháu tặng cô. Vâng. Thì có bom à? Vâng. Ừ, xin nha, cảm ơn nha. Vâng. Mất rồi. Mẹ em mấy chục hôm nay. Vâng, thôi coi như tôi đi đây. Em gửi chị nhá. Nãy bị tuột dây, bị đứt dây thì chị cầm ôm dần. Rồi, ok nhé. Nãy đi pha trà sữa rồi anh em ạ. Quá nhục. Chị lao công đêm đông quét rác. À. Chà, 49.000. 13 dốc Tam Đà. Chia xe đúng không? Ui xa, quá mẹ luôn. Cái này để được giữ không em? Được chị ạ. Ừ, để giữ chị ra chị ạ. Thùng gì chị? Cái nồi. Em đi đến 203 Trường Chinh. Xong rồi em lại coi như hết cái bút này thì em lại chở chị đến bến xe nước ngầm. Xong từ bến xe nước ngầm lại về đây. Oh my god. Và ok chị. Ừ, đấy, cái chị cái chạy đi chị ơi. Em cứ đi đi, đi thẳng với chị chỉ đường nhá. Có phải đi xin đồ uống người ta không? Đồ đường dạ. Ở trên đường hả? Đồ là người ta không lấy, mình phải cầm cái gì. Không lấy là sao? Người ta bo mình kìa. Hả? Gọi thuê bao rồi. Chạy thế? Đùa đó. Thuê bao nhiêu tiền một con? 20.000 sao? Hai mấy nghìn, hai mấy nghìn sao ấy? Hai mấy nghìn một cốc ấy. Nó có đặt bom thế thì mình chết à? Thế mình không gọi trước nên mình nên là đến nơi người ta địa chỉ sai nữa cơ. Mình sai á? À ý là người ta địa chỉ sai ấy. Thế là không tìm được. Chị ở ngoài gì bảo em chứ. Đồ à? Đang bị sang cho tâm lý ấy. Mang này xuống không chị? Chà các anh. Bây giờ đi ra bến xe nước ngầm là bao nhiêu tiền? Cả thôi đi cuối cùng rồi tính sau. Ừ, thì... ôi ba tiền chị đưa trước một tí nữa ấy. Nay 50 bây giờ chị đưa tại em 100 trước đi. Gì? Nay mới gửi được. Thế à? Công cốc à? Xong gọi điện trước. Giờ này về ấy à? Bắt cào à? Tía đồng hồ ấy. Xa quá. Ui xa. Thế là giảm bao nhiêu tiền nữa? Nhà chị có mấy người? Nhà chị có 3 người. 3 người chị có uống không? Rồi có chị uống cho em đi mà cầm về làm gì nó khổ thân không? Cầm về uống được, uống dần được. Điền. Thế đưa chị 3 cốc nha. Ừ. Bây giờ phải lấy chị đưa em 100. Vâng. Thì là bây giờ đưa thêm 50 nữa là 150. 150. Cộng với 3 cốc này là bao nhiêu tiền? 3 cốc 75.000. 80 đi. 8... đóng 53, đưa cho em 130 nữa. Vâng. Chị cảm ơn nhé. Bây giờ lại anh. Ok chị. Cảm ơn chị nha. Vâng. Ơi. Ngồi đá. Alo. Quá đủ à? Thôi chắc là đi về đây anh em ạ. May là bà trên cuối bà lấy cho bà gốc. Với lại bà ấy đi cũng xa. Thế là được cả. Một bà là 230 đỡ được tiền trà sữa 200 rồi. Vẫn còn được mấy chục của nhỏ. Tổng kết thu nhập này vẫn được một nít. Mày thế. Kiếm được đồng tiền của thiên hạ đâu phải là dễ đâu. Nghề nào cũng thế thôi. Tối nay cũng mệt rồi, chắc là mình xin kết thúc video ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình.
anh em thấy hay có thể cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là để mình nó tiếp tục lấy tinh thần để làm những video sau. Thì đấy, ok, xin chào và tạm biệt anh em, và hẹn anh em ở những video sau. We could sing a word, 'cause you got me holding on.